Minasan konnichiwa. Cosmos no Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với chữ Hán ở 2 chương số 9 nhé các bạn. Ở chương số 9 này chúng ta sẽ tìm hiểu với chủ đề về tự nhiên, shizen. Nói đến tự nhiên thì sẽ có rất là nhiều yếu tố, trong đó thì có snahama. Snahama đó là chính là bãi cát, đúng không ạ? Đó là bãi cát và liên quan đến bãi cát thì có các từ sau đây nói đến bãi cát thì chúng ta sẽ hình dung ra vịnh đúng không ạ ví dụ như là Halongwan chính là vịnh Hạ Long và nhắc đến địa điểm gì của Nhật nữa nhở Okinawa đúng không ạ chúng ta sẽ nhớ đến Okinawa Yokohama cũng là một trong những thành phố cảng rất là đẹp của Nhật và Edo là tên gọi cũ của Tokyo bây giờ nói đến địa chất địa tầng thì chúng ta có chiso đúng không ạ và sơn họ chính là cát vậy thì đó là các chữ hán liên quan đến thiên nhiên tự nhiên về biển thì bây giờ chúng mình sẽ lần lượt tìm hiểu từng chữ Hán một nhé Trước hết à, đó là chữ Loan Loan này chính là nghĩa là vịnh đó. Cho nên người con gái tên Loan là mang nghĩa là vịnh đấy Loan ở đây đó là gì ạ? À? Trong hoàng cung Trong cung, dưới là cung mà Thì có vịnh, nước, máu, đỏ Thì chính là Loan Onyomi của nó là Wan quan đấy. Từ đi kèm đầu tiên đó là Tokyo Wan Tokyo Wan Đấy là vịnh Tokyo Ferry ga wan nai ni tọ Wan nai đó là trong vịnh đúng không ạ? Ferry là phà, phà đã vào vịnh. Wang gang do lộ, Wang gang do lộ ý là đường kíp đường bờ, đường cái đô lộ là đường, đường mà bên bờ của vịnh, ven vịnh. Ko wan toshi, ko wan toshi là thành phố cả và có cả vịnh nữa. Wan kyoku suru, cái gì đó mà cứ cong này. Anh này đó là wan kyoku tsugi chúng ta có chữ trùng trùng này là nghĩa là trùng khơi đó trong mang nghĩa là ra khơi đó thì phải có nước và có chung chung có nước thì là trùng e eh, oki oyomi của nó là chu từ đi kèm đầu tiên ạ đó là oki ni deru oki ni deru ra khơi ra ngoài khơi oki oki de boto ga shizunda shizunda ý là chìm con thuyền đã bị chìm ở ngoài khơi Okiai Yogyo Yogyo đó là ngư nghiệp Okiai ở đây mang nghĩa là khơi ngoài khơi nhưng mà khơi rất là xa ý là xa bờ việc đánh bắt cá xa bờ Okinawa Ken Okinawa Ken đó là chính là tỉnh Okinawa tiếp theo chúng ta có cái từ là gì từ banh banh ở đây á chính là gì là có binh mà có nước thì chính là bãi bãi biển mà đúng không ạ hama eh, binh Né, hanabe, hanabe de kaio hiro Hanabe de kaio hiro Như là tôi nhặt hay lượm sò trên bờ biển Tiếp theo chúng ta có cái từ Hanasuma de asobu Hanasuma de asobu Là chơi trên bãi cát dọc bờ biển Yokohamashi Yokohamashi là thành phố Yokohama Tiếp theo chúng ta có từ Kehen Kehen là khu vực bao gồm có Tokyo và Yokohama gọi là Kehen cho nên cũng có cái tuyến đường sắt là Kehen luôn. Odaiba Kaihin Koen Kaihin Koen đó là hải banh công viên hải banh ở Odaiba thì chúng ta sẽ thấy là Odaiba Kaihin Koen là đây ạ. À. Chắc là các bạn cũng đã đến rồi đúng không? Rất là đẹp ạ. À. Tiếp theo chúng ta có chữ Giang. Giang này thì chúng ta thấy có công và có nước là Giang. E và khô cho nên ai tên là Giang lấy vận tên là Công rất là đẹp. Ilie <laughs> eh, Ilie ni Proto Tho mèo Ilie ở đây chính là vịnh nhỏ nhé, dừng đỗ thuyền ở vịnh nhỏ Ilie Edoji đài Edoji đài đó là thời kỳ Edo. Chô cô cô Trường Giang là sông Trường Giang. Tiếp theo chúng ta có tầng, hay chính là tầng đó. Thì ở đây chính các bạn sẽ thấy là ở phần bên dưới nhé chính là một phần của cái liên quan những ai những cái chữ nào mà có cái phần này thì hay gọi là tăng tầng lắm. Đó. Thì ở đây là thêm cái cửa ở trên thì là tầng đấy Tầng ở đây chính là chỉ là tầng lớp gì đó. So, so. Ví dụ chiso, chiso đó là chỉ là địa tầng. Eh danso, danso được nghĩa là tìm hiểu, nghiên cứu cái hiện tượng đứt gãy hay là cái hiện tượng đoạn tầng. Senshu no so atsui. So ga atsui ở đây là nghĩa là chỉ cái gì rất là giỏi, tầng rất là cao đó. Đây là cái tầng lớp cái thế hệ chất lượng của cầu thủ rất là cao, nghĩa là có đội ngũ tuyển thủ cầu thủ giỏi. Kaiso, kaiso là giai tầng, giai cấp, tầng lớp. Koso biru, koso biru là nhà cao tầng. Samusa ga iso kibishiku naru. Samusa đó là cái sự lạnh, nó đã iso kibishiku naru, nghĩa là trở nên lạnh hơn, khắc nghiệt hơn. Tiếp theo chúng ta có chữ sa. Sa ở đây là chỉ những cái hạt cát rất là nhỏ. Cát nhỏ đó là khi mà đá, đúng không ạ? Đá là thạch này. Thạch mà nhỏ đi thì tạo ra thành hạt cát. Suno, <laughs> suno và sa hay là sa. Từ đi kèm đầu tiên là sunaba, sunaba Suna để asobu. sunaba để ansobu. Trời <laughs> bãi cát. Mẹ nhị suna ga haita. Mẹ nhị suna ga Đó là cát bay vào mắt. Eh, Sunahama Sunahama là bãi cát bãi cát mà dọc bờ biển tiếp tục là Sabaku Sabaku là sa mạc Sakyu Sakyu là cồn cát Sato đấy là đường để ăn đúng không ạ Dosha Guzule Dosha gusure. Dosha đó là chỉ cái đất cát đó. đây là sự sạt lở đất nhé Guzule Suna alashi Suna alashi là cái bão mà có cát Nghĩa là bão cát Tsuna alashi Như vậy hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu Với 6 chữ Hán liên quan đến suna hama Chúng ta cùng nhau điểm lại Hán Việt của các chữ này nhé Đây là loan Còn trùng Banh Giang Tầng Hay là tầng đó và cuối cùng là sa. Và đó là 6 chữ Hán liên quan đến Sunahama mà hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu. Hy vọng rằng các bạn đã có thể nhớ tốt hơn các chữ Hán này. Đồng thời, đừng quên nhé, xem lại các chị hán ở những bài trước. Chúc các bạn luôn có những giây phút học tập thật thú vị cùng với Học Tình nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. Vocento, Arigatou gozaimashita. Bye bye.